Xin chào các bác nhé. Sau đây em tiến hành test cho bác bác Quý nhé. Bác này ở tỉnh Sóc Trăng, có đuôi số điện thoại là 3832, cái cặp Piole bên em nhé. Dạ vâng, đây thì sau đây em tiến hành test bàn giao lại cho bác cái cặp Piole nhé. Đấy, ở đây thì em sẽ có chỉnh bass, treble, volume nhá. Thì bên em sẽ kết nối. Đây, hiện tại em đã kết nối một con một này. Đấy. Xong trước này thì mới đến trước này nhá. Đấy, tức là test từng loa một. Em trả lại ba tép cân bằng này. Đấy, ba tép ở chế độ cân bằng nhá. Nhạc lên này. Đấy, đây là cả bát cả tép nhá. Em cho bát vào này. Tép về không này. Đó, lúc là chỉ có bát nhá. Một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn tới nhưng rồi lại thôi. Nói ra em ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm đắng cay trong lòng chỉ thấy. Ok nhá, đây là bát này, bây giờ bát về không này, tép lên này. Buồn nghe say sướt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ vắng hồng vui tiên đường. Ok nhá, vậy là bát tép lên ok rồi này, bây giờ sẽ test lốt trước còn lại này. Cho nhạc lên này. Bát vào trước này. Tép về không này. Vâng, đây là bát nhá. Bát này lên rồi lại bên đưa tép vào này. Bát về không này. Tép lên này. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm đắng cay trong lòng chỉ thấy. Không mây đường phố bước lần về, buồn nghe say sướt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ váo hồng vui tiên đường. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tương tư ai tìm về mơ
sông vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu sắc lên tím biết. Ok nhá, vậy là em đã test xong cho anh cái cặp loa Piolo Q800 nhá. Bây giờ em tiến hành đóng hàng và gửi hàng cho anh nhá. Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm ở bên em. Chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe nhá.